Xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiết 74-75 văn bản Gió lạnh đầu mùa của tác giả Thạch Lam. Trước khi đi vào bài học, cô trò chúng ta cùng nhau khởi động một chút nhé. Chúng ta cùng nhau xem các hình ảnh sau. Như vậy, khi mà các bạn có biết những hình ảnh này ở đâu không? Và các bạn có những cái cảm xúc, suy nghĩ gì sau khi xem xong các hình ảnh đó? Chúng ta thấy đây là những cái hình ảnh thể hiện được sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau khi mà chẳng hạn như lũ lụt xảy ra hay là giúp đỡ những cái đồng bào miền núi hoặc là giúp đỡ những cái gian hàng không đồng khi mà đại dịch xảy ra. Chúng ta cùng nhau đi vào phần hình thành kiến thức. Một lăng mã trải nghiệm cùng văn bản. Chúng ta cùng nhau đi vào phần một nhỏ, đọc. Ở đây thì các bạn lưu ý cho cô này, các bạn phải biết được cách đọc thầm, biết được cách đọc to, trôi chảy, phù hợp về tốc độ đọc ở trong văn bản. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho các bạn một đoạn ở trong văn bản, các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sơn đã mặc xong áo ấm áp, cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, đã quay đi quay lại 3-4 lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng mẹ Sơn vuốt cắt tả áo cho phẳng phiu rồi đẩy Sơn ra bảo: "Thôi con đi chơi." Sơn súng xính rủ chị ra chợ chơi, nhà Sơn ở quay lưng vào chợ. Cạnh một dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăng, đánh đáo. Không phải ngày phiên nên chợ vắng không, mấy cái quán trơ vơ lộng gió, rác bẩn, rải rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh và cay mắt, nhưng chân trời trong hơn mọi hôm. Những làng ở xa Sơn thấy rõ như ở gần, mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp guốc của hai chị em. Đó là một đoạn mẫu cô đọc, các bạn sẽ theo dõi và đọc tiếp hết văn bản cho cô. Chúng ta cùng nhau sang phần 2 nhỏ là phần chú thích. Các bạn theo dõi phần chú thích ở trong sách giáo khoa và lưu ý cho cô một số những cái chú thích khó này, ví dụ như vú già. Vú già ở đây là người đàn bà đi ở trong xã hội trước. Thứ hai là bịu xịu. Bịu xịu gợi tả nét mặt trông như sệ xuống, nặng ra lúc hờn dỗi hay lúc có điều gì đó thất vọng, buồn bã, không vừa lòng. Thứ ba là súng xính, là từ gợi tả dáng điệu của người tỏ ra hài lòng trong bộ quần áo đẹp. Tết này thì chúng ta sẽ diện những cái bộ đồ đẹp, súng xính, đúng không? Thứ tư là áo vải thâm, là nói đến đồ dệt, quần áo có màu nâu đen. Đánh khăng, đánh đáo, đây là các cái trò chơi dân gian của trẻ em. Chúng ta cùng tìm hiểu phần 3 nhỏ là tác giả, tác phẩm. Thứ nhất là về tác giả, các bạn lưu ý cho cô một số nét sau. Tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sinh năm 1910, mất năm 1942, quê quán ở Hải Dương. Và truyện của Thạch Lam thường nhẹ nhàng, giàu tình thương, đặc biệt là tình thương với trẻ thơ. Đây là một số các tác phẩm nổi tiếng của tác giả Thạch Lam, ví dụ như Hà Nội 36 phố phường hay là Hai đứa trẻ, Nắng trong vườn, Sợi tóc. Thứ hai là về tác phẩm. Tác phẩm Gió lạnh đầu mùa được sáng tác năm 1973, thể loại truyện ngắn và ở đây tác giả sử dụng ngôi kẻ thứ ba, nhân vật chính đó là Sơn và Lan. Phương thức biểu đạt được sử dụng ở trong tác phẩm này đó là tự sự, miêu tả và biểu cảm. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 25 mã, suy ngẫm và phản hồi. Chúng ta cùng tìm hiểu phần một nhỏ, tìm hiểu về cốt truyện. Vậy thì theo các bạn, cốt truyện là gì? Chúng ta thấy cốt truyện là một hệ thống cụ thể những sự kiện này, biến cố, hành động trong tác phẩm tự sự và tác phẩm kịch.
Nó thể hiện mối quan hệ qua lại giữa các tính cách trong một hoàn cảnh xã hội nhất định và nhằm thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm. Vậy các sự kiện ở trong truyện này thì được sắp xếp theo một trình tự như thế nào? Các sự kiện thứ nhất là những cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến phố chợ. Thứ hai là chị em Lan sơn súng xính trong những chiếc áo ấm đắt tiền, những đứa trẻ nghèo hàng xóm vẫn mặc những chiếc áo mong manh thường ngày. Riêng Hiên vẫn mặc chiếc áo rách tơi tả, đang co ro vì lạnh. Sự kiện thứ ba đó là Sơn ái ngại về hoàn cảnh của Hiên, Sơn và Lan quyết định về nhà lấy áo bông của Duyên, đứa em xấu số, giấu mẹ, mang sang cho Hiên. Sự kiện thứ tư đó là chuyện đến tai người nhà, Sơn và Lan sợ bị mẹ mắng, đã đi đòi lại áo không được và không dám về nhà. Sự kiện số 5 đó là mẹ Hiên mang áo bông sang trả lại, may mắn được mẹ Sơn và Lan cho vay tiền mua áo ấm cho Hiên. Đó là các sự kiện xảy ra ở trong truyện. Bây giờ các bạn hãy sắp xếp các hình ảnh sau tương ứng với các sự kiện ở trong truyện. Chúng ta gồm có 5 hình ảnh tương ứng với 5 sự kiện mà chúng ta vừa tìm hiểu. Chúng ta thấy hình ảnh đầu tiên ở đây là sự kiện thứ nhất, những cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến phố chợ. Hình ảnh tiếp theo là sự kiện số 2, chị em Lan sơn súng xính trong những chiếc áo ấm đắt tiền, những đứa trẻ nghèo hàng xóm vẫn mặc những chiếc áo mong manh thường ngày. Riêng Hiên vẫn mặc chiếc áo rách tả tơi, đang co ro vì lạnh. Hình ảnh tiếp theo là sự kiện số 3. Ái ngại về hoàn cảnh của Hiên, chính vì vậy mà Sơn và Lan đã quyết định về nhà lấy áo bông của Duyên, đứa em xấu số, giấu mẹ, mang sang cho Hiên. Hình ảnh thứ tư là sự kiện số 4, chuyện đến tai người nhà, Sơn và Lan sợ bị mẹ mắng, đi đòi lại áo, không được và không dám về nhà. Và ở hình ảnh cuối cùng là sự kiện số 5, mẹ Hiên mang áo bông sang nhà trả, may mắn được mẹ Sơn và Lan cho vay tiền mua áo ấm cho Hiên. Như vậy chúng ta thấy việc sắp xếp theo trình tự đó có ý nghĩa như thế nào đối với tác phẩm? Các sự việc ở đây xảy ra theo mối quan hệ nhân quả. Nếu như không có sự việc C thì sẽ không có sự việc D. Và việc sắp xếp cốt truyện theo trình tự nhân quả giúp cho cốt truyện phát triển, tạo được tình huống để tính cách nhân vật được bộc lộ và từ đó truyền tải được nội dung, thông điệp của tác phẩm. Chúng ta cùng đi sang phần 2 nhỏ là tìm hiểu nhân vật. A nhỏ là nhân vật Sơn và Lan. Cô có phiếu học tập số 1 như sau. Ở trong phiếu học tập số 1 có cô cho các bạn một đoạn trích ở trong văn bản. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra nhà cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà mua sắm cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng, Sơn đã thương nhớ đến em Duyên ngày trước, vẫn chơi cùng với Hiên, đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng dưng thoáng qua trong trí. Bây giờ các bạn hãy gạch chân những từ ngữ thể hiện được ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật Sơn. Và qua những từ ngữ đó thì các bạn cảm nhận được điều gì ở nhân vật này? Phiếu học tập số 2. Trong truyện, nhân vật Sơn và Lan có hai hành động đối lập. Vậy các bạn hãy cho biết đó là hành động nào và hoàn thiện vào trong phiếu học tập cho cô. Chúng ta thấy về ý nghĩ và cảm xúc của nhân vật Sơn đó là gì? Chợt nhớ, động lòng thương, nhớ thương và ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua. Tất cả những cái ý nghĩ, cảm xúc này cho thấy đã Sơn là một cậu bé sống tình cảm, giàu lòng trắc ẩn, biết quan tâm và yêu thương người thân, bạn bè. Thứ hai là về hành động. Chúng ta thấy Sơn có hành động thứ nhất là tặng áo cho Hiên, nhưng sau đó là đòi lại áo. Tặng áo cho Hiên
Chúng ta thấy là để giúp Hiên cảm thấy vui, thứ hai là cảm thấy ấm áp khi được quan tâm, và thứ ba là cảm thấy nhận được sự chia sẻ từ bạn bè. Về việc đi đòi lại áo, nguyên nhân ở đây là do Sơn sợ mẹ mắng bởi vì đã tự ý cho Hiên chiếc áo bông cũ. Nhưng sự hành động đó thì không làm giảm được bớt thiện cảm, bởi vì chúng ta thấy nhà văn đã miêu tả đúng với đặc điểm của một em nhỏ ngây thơ, sợ bị mẹ mắng và hiểu ra được mẹ rất quý chiếc áo bông này. Hành động tặng áo cho Hiên, đi đòi lại áo chứng tỏ rằng hai chị em Sơn là những đứa trẻ nhân hậu, có lòng thương người, biết đồng cảm, chia sẻ với những người khác. Chúng ta cùng tìm hiểu sang phần B nhỏ là nhân vật hai người mẹ. Về nhân vật thì chúng ta sẽ tìm hiểu đó là mẹ Sơn và Lan, thứ hai đó là mẹ của Hiên. Về tiêu chí, chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh, về cách ứng xử và đánh giá chung. Về thứ nhất là mẹ của Hiên. Mẹ của Hiên đây là một người mẹ nghèo khổ, chỉ có nghề đi mò cua, bắt ốc, không đủ tiền để chính vì vậy mà không đủ tiền để may áo cho con. Cách ứng xử. Thứ nhất là về hành động, chúng ta thấy khi mà biết được con nhận áo từ chị của em Sơn thì người mẹ đã mang đến trả ngay. Về lời nói, tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ. Về cách xưng hô thì chúng ta thấy đó là xưng hô tôi cậu, mợ, bẩm, nhà cháu. Tất cả những điều đó chứng tỏ đây là một người mẹ nghèo nhưng mà khéo léo, có lòng tự trọng, dạy con phải biết đói cho sạch, rách cho thơm và biết tôn trọng người khác. Như vậy, chúng ta thấy mẹ của Hiên ở đây là một người mẹ nghèo nhưng khéo léo, có lòng tự trọng, dạy con phải biết đói cho sạch, rách cho thơm và biết tôn trọng người khác. Thứ hai là mẹ của Sơn và Lan. Mẹ của Sơn thì là một người phụ nữ giàu có, thuộc tầng lớp trung lưu. Về cách cư xử, thứ nhất là với mẹ con của Hiên, thứ hai là với các con. Với mẹ con Hiên thì không hề chửi bới, trách móc mà hỏi han hoàn cảnh, cho vay 5 đồng để mẹ Hiên may áo cho con. Ở đây chúng ta thấy không hề chửi bới hay trách móc mà lại còn hỏi han hoàn cảnh, chứng tỏ đây là một cách cư xử nhân hậu, tế nhị của một người mẹ có điều kiện sống khá giả hơn. Hay cho vay 5 đồng để mẹ Hiên may áo cho con là bởi vì có lẽ chiếc áo là kỷ vật thiêng liêng gắn liền với đứa con đã mất. Chính vì vậy mà chị không muốn cho chiếc áo này. Với các con thì nhắc nhở các con không nên tự tiện lấy áo đem cho người khác mà phải xin phép mẹ. Vui vì các con biết chia sẻ, giúp đỡ người khác. Chứng tỏ rằng đây là một người mẹ cách cư xử vừa nghiêm khắc nhưng mà vừa yêu thương con. Chúng ta thấy cách cư xử của hai người mẹ ở đây, đó là một cách cư xử đẹp, thuộc hai giai cấp khác nhau, đều mang đầy giá trị đạo đức. Và cách ứng xử đẹp ấy chính là nhờ vào tấm lòng của những em bé như Sơn và Lan. Bây giờ chúng ta cùng đi nhau đi sang phần 3 nhỏ là tìm hiểu đề tài, chủ đề. Vậy thì các bạn hãy nhắc lại khái niệm về đề tài và chủ đề. Và theo các bạn, Chuyện gió lạnh đầu mùa viết về đề tài nào? Chúng ta thấy đề tài ở đây gồm có tình cảm, mối quan hệ, ứng xử giữa con người với nhau. Chủ đề là thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người ở trong. Vậy thì các bạn nhìn vào hình ảnh này và cho cô biết các bạn có suy nghĩ gì về câu hỏi đặt ra cho chuyện ai là điểm tựa tinh thần cho ai? Từ đó hãy xác định chủ đề của văn bản.
Bốn nhỏ là chia sẻ về bài học và cách nghĩ và ứng xử của cá nhân. Vậy thì theo các bạn, việc Lan và Sơn giấu mẹ lấy chiếc áo bông của em Duyên đem cho Hiên là đáng trách hay là đáng khen và vì sao? Chúng ta thấy thứ nhất là đáng khen bởi vì đây là hành động của hai chị em xuất phát từ lòng trắc ẩn, sự thương cảm. Hơn nữa, chiếc áo cũng không còn dùng đến. Bên cạnh đó cũng đáng trách bởi vì hai chị em đã tự tiện lấy kỷ vật của mẹ với bé Duyên, không hỏi ý kiến của mẹ. Vậy từ cách nghĩ và cách ứng xử của các nhân vật trong văn bản thì chúng ta rút ra được bài học gì? Bài học thứ nhất đó là chúng ta cần biết chia sẻ, cảm thông với những cái hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh ở trong cuộc sống, không được khinh khi, coi thường, chế nhạo họ. Thứ hai, dù cuộc sống có thế nào cũng phải có lòng tự trọng bởi vì đây là thước đo quan trọng để đánh giá nhân cách con người. Thứ ba, việc tự đưa ra quyết định là cần thiết, tuy nhiên trong một số tình huống cần phải có sự đồng ý của người khác. Và cha mẹ không nên giáo dục con cái bằng đòn roi, bằng những lời chửi mắng mà nên nói chuyện, phân tích để con hiểu được cái đúng, cái sai. Và bài học thứ 5 đó là không nên có tính tọc mạch, mách lẻo. Bây giờ chúng ta cùng sang phần 3 lăng mã là thứ nhất là về nội dung, ý nghĩa. Ở đây chúng ta thấy câu chuyện viết về hành động đẹp của hai chị em Sơn và Lan cho bé Hiên chiếc áo bông cũ. Đây là kỷ vật của gia đình. Chuyện gió lạnh đầu mùa thể hiện được tình yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người ở trong cuộc sống. Về nghệ thuật thì chúng ta thấy tác phẩm ở đây đã kết hợp kể chuyện với miêu tả và biểu cảm, lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc và nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế, đặc. Về vận dụng, cô yêu cầu các bạn này, trong truyện có nhiều nhân vật trẻ em xuất hiện. Hãy viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu trình bày cảm nhận về một nhân vật mà em thấy yêu thích. Thì phần này cô yêu cầu các bạn sẽ làm vào trong vở bài tập và nộp cho giáo viên của lớp mình nhé. Hướng dẫn về nhà. Về bài cũ này thì các bạn sẽ học bài khái quát nội dung bằng học bằng sơ đồ tư duy. Thứ hai là các bạn sưu tầm các tác phẩm cùng với chủ đề. Về bài mới thì các bạn chuẩn bị cho cô bài Tuổi thơ tôi của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cuối cùng là cô chúc các bạn học tập thật tốt và có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ bên người thân và gia đình.